Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng em đến với cả video tiếp theo của Kwin, game bài đổi thưởng. Và ngày hôm nay chắc chắn là cái ngày cuối cùng mà chúng ta sẽ gặp nhau vào ban đêm rồi. Và ngày hôm sau thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau vào buổi sáng anh em nhá. Giống như kiểu đã hứa ngày hôm qua thì tôi cũng gọi là lên gọi là cái quá trình hết rồi, để gọi là ngày mai thì chúng ta sẽ bắt vào tầm khoảng 8 giờ sáng thôi. Thì hôm nay thì gọi là cái ngày cuối gọi là chúng ta sẽ bắt vào ban đêm ấy, thì chúng ta sẽ vẫn đi theo công thức gọi là lấy cái xí ngầu 3 cộng với cả điểm viên. Và hôm nay thì chúng ta sẽ gọi là khắc phục cái lỗi chúng ta thường gặp ở trong đảo công thức và thuận công thức anh em nhá. Ok này, thì nói ít hiểu nhiều này và luôn tài xỉu 10 đến 5. Và ngày hôm nay chắc chắn thì tôi sẽ không vẽ giống như kiểu ngày hôm qua nữa. Ngày hôm nay thì tôi chỉ gọi là đánh thôi. Giống như kiểu hôm qua thì các ông biết rồi đấy, vẽ đi vẽ lại làm cái gì đâu, đúng không? Thôi đã này, xem con tắt con xí ngầu 1 xí ngầu 2 này đi này. Và chúng ta đang đi theo một con 2 đúng không? Cộng với con 7 là con 9. Ok này, chúng ta sẽ có một con lẻ này. Con trước nữa thì chúng ta sẽ có một con 5. 5 cộng với 6 bằng 11 thì chúng ta sẽ có một con lẻ đúng không? Tiếp tục là lẻ. Nếu mà cái con này nó mà về xỉu chúng ta sẽ có thuận công thức nhé. Mà cái con nó mà đi về tài chúng ta sẽ đi theo cửa đạo công thức, cứ thế thôi. Ok này, nói phát về tài luôn này. Thì bây giờ nhá, chúng ta sẽ lấy con 4 là con xí ngầu 3 kia này. 4 chuẩn bị cộng 8 bằng 12 này. Thì vừa một phát gọi là lẻ ở tài xong thì chẵn thì chúng ta sẽ vồ tài tiếp nhé. Con chẵn này chúng ta vồ tài không phải bàn luôn này. Tay đầu tiên thì tôi cứ đi nhẹ đã nhất có thể cho anh em rồi nhá. Thôi đã đi thì đi cả chục củ luôn. Gọi là ngày cuối thì chúng ta cứ gọi là đánh to lên nhá. Không phải giống như cả mọi ngày nữa. Gọi là cái gì cái chúng ta cũng phải vượt trội lên. Ngày mai thì chúng ta sẽ không đi theo cái công thức gọi là lấy cái xí ngầu 3 này cộng với cả điểm viên nữa. Và ngày mai chúng ta sẽ quay về lấy điểm tay cộng với cả điểm viên. Được chưa? Đã gọi là online ấy, thì cái gì thì cái chúng ta cũng có công thức hết đúng không? Đêm nay hình như là ếch nhái nó kêu to hơn mọi ngày hay sao ấy. Cái đoạn thạch thất này giống như kiểu là thôi tôi cũng chả nói gì về cả cái đất này nữa. Đau hết cả đầu rồi. Đêm thì nó suốt ngày nó đổ bê tông rồi này là ếch nhái kêu nữa. Nói chung tôi phải ra ngoài quay ấy thì để cho cảm giác mà anh em mới cảm thấy thực tế được. Chứ bây giờ anh em bảo là tôi quay vào giờ nào thì sợ cả là tôi chỉnh giờ ấy. 24 này. Mẹ nó, cái tay đầu tiên mà chúng ta đã gặp luôn kiểu về thuận. Lúc vậy chúng ta kiểm tra rồi ấy, thì chắc chắn bây giờ nó đi theo kiểu một đảo một thuận nhá. Và chúng ta bây giờ vừa có một thuận xong bây giờ một đảo này. Chúng ta có một con 2 cộng 9 và 11 nhá. Vừa chẵn ở xỉu xong đúng không? Lẻ vồ xỉu tiếp cho tôi luôn. Vồ phát 15 triệu luôn này. Đi đúng thẳng gọi là 15 triệu đi theo một đảo một thuận. Ít nhất ấy, một đảo một thuận nó còn rơi vào tầm khoảng là 2-3 phát nữa thì nó mới gãy cơ. Thì cứ thế mà đi thôi. Cái gì cái lúc đấy chúng ta kiểm tra là nó đã đi theo thuận công thức đúng không? Thì đương nhiên thì nó đi đảo công thức ban đầu ấy, thì ít nhất ấy, cái đảo công thức nó phải rơi vào khoảng 3 phát. Đấy. Rồi, còn bây giờ thì chắc chắn thì 100% thì chúng ta sẽ có cái con gọi là con xỉu này rồi. Lặn thế nào ra cái con tài này cơ. Và bây giờ các bạn ấy sẽ nghĩ là cái cầu này nó sẽ đi theo kiểu là cái cầu 11. Và cái cầu gọi là nó cũng đi dài tầm khoảng 5-6 phát gọi là 11 đúng không? Cái đấy thì là cái của anh tư duy thôi. Còn về cái công thức là tôi sẽ vẫn phải đi theo công thức. Đây này, lặn ra một lúc nãy mà lặn ra con 6 đầu tiên và lặn ra con 3 chắc là chả phải gọi là lặn nhiều đâu. Ok này, chuẩn bị có một con 6 nữa. Bây giờ chúng ta lại về thuận công thức này. Về thuận công thức này và 6 sẽ cộng với cả con 0 bằng 6. Thì vừa lẻ ở xỉu xong chẵn thì chúng ta phải về tài thôi. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ vồ vào tầm khoảng và 9 triệu. Được chưa? Đi đúng khoảng 9 triệu 250.000, cứ giảm cái mức độ đi tiền xuống. Và khi nào nó gãy thì thôi, đúng không? Khi nào nó gãy thì thôi. Chưa biết là trong tầm khoảng 10 phút này chúng ta kiếm được bao nhiêu. Nhưng cái mức độ đi tiền của chúng ta ngày hôm nay nó phải vượt trội hơn ngày hôm qua rất là nhiều. Anh ạ, cũng rất là nhiều anh em gọi là trùng máu bên tài phết nhỉ. Tận một tỏi 028 củ nhỉ. Mới gọi là 1-2 giờ sáng mà nó đã làm phát cả tỏi rưỡi rồi, như kiểu là bịp cái anh em ạ. Ai à, vừa nói đến bịp cái gặp luôn tiếng bịp 2021 này. Vãi, tiếng bịp 2020 chứ. Ảo vãi đái. Rồi lặn đã này. Và bây giờ 1 này, 16 này, 164 anh em ạ. Mẹ 136 xong bây giờ lại lặn ra 146. Mẹ ảo đét đèn đèn luôn. Ok nhá, bây giờ có một con 4 này, chúng ta lại về đảo công thức nhá. Và 4 cộng 1 bằng 5. Thì chúng ta vừa có một cái con chẵn ở tài rồi thì lẹ chúng ta sẽ vồ tài tiếp này. Và chúng ta sẽ vồ vào tầm khoảng 8 triệu 38 nghìn. Và lẫy giờ là các ông đã lãi được tầm khoảng 5 triệu rồi đấy. Lãi được 5 triệu ở trong cái lần này đấy. ít nhất thì chúng ta tập khoảng đánh tầm khoảng 3 tay nữa thì nó mới về, gọi là được tầm khoảng chục phút đúng không? Cái gì thì cái anh em ạ, cũng phải sau cái tay này chắc chắn thì tôi sẽ phải giảm cái mức độ đi tiền xuống, tại vì tôi nói với anh em rồi, một đảo một thuận thì nó chỉ đi tầm khoảng 2 đến 3 phát thì chắc chắn thì nó sẽ gãy lại thôi. Dù đảo hay thuận thì nó cũng chỉ đi tầm khoảng 3 đến 5 phát. Có hôm nó sẽ đi dài tầm khoảng là 7-8 phát hay là hơn 10 phát nó mới gãy đúng không? Nhưng mà cũng không phải là ngày hôm nào thì nó cũng như thế đúng không ạ? Thế nên ấy là chúng ta cứ phải gọi là bình tĩnh mà đi thôi. Đây là tôi sẽ nặn cho anh em xem luôn này. Được chưa? 6 63 này, liệu nó có ra một đấy. Ui đỉ mẹ, nó vừa mới nói phát 63 ra một thẳng luôn. Tôi đến chịu thật đấy. Thôi bên này. Bây giờ chúng ta chắc chắn thì lại về lúc nãy là thuận công thức đúng không? Thì bây giờ chúng ta phải đi theo thuận luôn, và 1 + 2 bằng 3, chúng ta có con lẻ này. Tắt đi, như vậy là con 4 cộng với 1 bằng 5 thì lẻ xỉu đúng không? Sẽ vô xỉu tiếp tổng gọi là 10 triệu, được chưa? Sẽ vô xỉu là 10 triệu. Con này nếu mà về tài nhá thì chắc chắn thì chúng ta sẽ lại phải đi theo một đảo một thuận, được chưa? Thì nó như kiểu là nó sẽ đi theo kiểu một đảo một thuận và thỉnh thoảng nó gãy đúng một tay thôi ấy. Có vẻ là nếu mà phát này thua chúng ta ôn 20 thì nó cũng lên tầm khoảng 39 triệu, thì là coi như ngày hôm nay chúng ta chỉ lãi được tầm khoảng hơn chục triệu thôi. Đấy, nốt tay này và tay nữa thì cũng phải nghỉ rồi. Đây nhá, lúc vào cái là tôi đánh luôn nhá, tôi không hề gọi là chờ giống như kiểu người khác nhá. Không, các ông lại còn phải nói đi nói lại nhiều, cũng như là cái thằng này phải chờ nữa thì thôi tôi cũng mệt mỏi lắm. 23 này, mẹ lấy đâu ra 6 con này. Ok này, tiếp tục có một con 5 này, 5 sẽ cộng với con 3 chuẩn bị bằng 8 nhé. Thì chúng ta sẽ có một con chẵn, thì con chẵn vừa lẻ ở xỉu xong thì chẵn chúng ta phải vồ tài chứ còn gì nữa. Đúng không? Chẵn phải vồ tài là còn gì nữa. Chẵn vồ tài thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ có gọi là 4,5 triệu. Mẹ, cái tay cuối đánh 4,5 triệu thì giảm đúng cái mức độ lại này. Và bây giờ chúng ta chỉ lãi tầm khoảng 10 triệu thôi. Các ông đừng có tưởng là 10 triệu là nhỏ nhá. Mẹ, 10 triệu này các ông cầm 20 cái tờ polymer 500.000 ra ngoài tán gái ấy. Mẹ, các chị em gọi là rụng trứng ngay. Các ông có thể ấy, là các ông chơi trên cái màn hình điện thoại ấy, thì các ông chơi nó kiểu là nó không thấy tiếc. Nhưng mà các ông cầm ở ngoài ấy, tôi đú các ông dám cầm một đống tiền này, các ông vồ một phát vào một bên gọi là cái chế độ xanh chín ấy. Đúng không? Tôi thách luôn. Nói cái gì nó phải chuẩn thì thôi, có đúng không? Và bây giờ thì cái cần thiết thì tôi vẫn lặn cho anh em xem nốt cái con này đã, thì tôi sẽ gọi là nghỉ luôn này. Dù thua hay thằng cũng nghỉ này. Và chúng ta có một con 4-1 thôi, 4-1 đã ăn đờ bờ, ăn C rồi đấy. Ok này, cái gì cái cũng nhả lại cho nhà cái cũng được anh em ạ. Còn cái gì nó mà đã là cái số ăn ấy thì chúng ta lại không phải là công thức đúng không? Ok, thì cái clip của tôi thì hôm nay tôi sẽ xin khép lại ở đây thôi nhá. Xin chào anh em và hẹn gặp anh em ở video tiếp theo của Kwin game bài đổi thưởng.